Tò he là món đồ chơi dân gian thuần chất thôn quê đã đi vào đời sống tinh thần của biết bao thế hệ người dân đất Việt. Từ đôi bàn tay khéo léo và tâm huyết, những người thợ nặn tò he sẽ thổi hồn vào thứ bột nặn vô tri vô giác thành những sản phẩm nghệ thuật đầy sáng tạo và đa sắc màu như thế nào thì quý vị hãy cùng chúng tôi khám phá và trải nghiệm làm tò he ngay sau đây nhé. Nghệ thuật tò he có nguồn gốc từ làng nghề truyền thống Xuân La, Phú Xuyên, Hà Nội, một làng nghề nổi tiếng với việc làm đồ chơi dân gian. Tò he ban đầu được tạo ra để phục vụ nhu cầu giải trí của trẻ em trong các dịp lễ hội. Các hình tượng phổ biến được làm trong tò he thường là những con vật như trâu, gà, rồng hoặc các nhân vật trong truyện cổ tích như Thạch Sanh, Thánh Gióng. Nghề tò he thì có khoảng hơn 300 năm. Và tò he thì ngày xưa làm từ bột gạo, làm xong thì chơi chán thì có thể ăn được. Nhưng bây giờ do thời buổi nó hiện đại đấy, không cái nhu cầu không như ngày xưa mà cũng không ăn nữa. Vì thế tò he bây giờ bọn mình thay đổi là tò he làm bằng bột đất, gọi là bột đất. Thì có sự kết hợp giữa bột gạo và đất. Bột thì để tạo độ dẻo, đất thì tạo độ bền. Và tò he ngày xưa thì chỉ lặn những con vật dân gian, ví dụ như là con gà này, con trâu này, rồi những hình trong chuyện cổ tích thôi. Nhưng bây giờ thì hiện đại hơn là nặn những con trong phim hoạt hình, rồi những cái con hot trend. Quá trình làm tò he đòi hỏi sự kiên nhẫn và tài năng của người thợ. Nguyên liệu chủ yếu để tạo nên tò he là bột gạo, được nhuộm màu từ các loại lá và củ tự nhiên. Tuy nhiên ngày nay tò he không chỉ được làm từ bột gạo, mà còn từ nhiều loại chất liệu khác nhau như đất sét và nhựa để tăng tính bền bỉ. Đầu tiên, bột được nhồi mịn, sau đó nhào thành những cục bột nhỏ với các màu sắc khác nhau. Người thợ sử dụng tay và các công cụ đơn giản như que tre để nặn và gắn các chi tiết vào từng sản phẩm. Bên cạnh đó, một yếu tố quan trọng trong việc làm tò he là sự nhanh nhẹn và chính xác, bởi vì bột sau khi nhào rất dễ khô nếu không được xử lý kịp thời. Chị ơi, hôm nay em rất là muốn trải nghiệm được một lần tự tay làm một con tò he, chị có thể hướng dẫn cho em được không ạ? Rồi, ok. Hôm nay hai chị mình sẽ cùng trải nghiệm làm con heo đất nhé. Dạ vâng. Heo đất thì tùy bạn nhé, bạn có thể lựa chọn màu heo đất của mình thích. Nhưng mà thông dụng nhất là màu hồng. Hồng. Đấy, một lượng bột như này nhé, tùy bạn là thích to hay thích nhỏ, nhưng mà thường thông thường nó chỉ như thế này thôi, tại vì cái que của mình nó rất nhỏ. Bạn cho vào lòng bàn tay nhá. Dạ. Xoay tròn, càng tròn càng đều tay thì nó sẽ mịn. Vậy trong làm tò he thì con nào sẽ là khó nhất và con nào là dễ nhất hả chị? Để làm tò he thì con heo đất sẽ là dễ nhất và bông hoa sẽ là khó nhất. Tại vì bông hoa thì cần sự đàn mỏng, đều tay, khi làm phải đều tay, cái cánh của nó phải đều tay, mỏng thì nó cánh sẽ sống thật hơn, nhìn nó thật hơn. Sau khi xong này, tìm một điểm đẹp này, mặt bên này đẹp hơn nhé, thì mình sẽ làm cái mặt của con heo đất nhé. Mình làm hai cái chân trước nhé, lấy một lượng bột nhỏ như này, vê này, vê tròn này, mình dính vào đây này, đó, làm bốn cái chân nhé. Chân xong thì bắt đầu tìm một điểm nha, cân đối nha, làm cái miệng nha. Sau khi làm miệng xong thì làm hai tai, chia đều nha. Làm tai xong này, ta làm đuôi này, đuôi. Chia đều nha, cân đối. Sau khi đuôi xong thì làm mắt. Làm kỳ công ấy thì mình sẽ mất khoảng bao nhiêu lâu cho một con khó nhất? Con khó nhất tầm 5 phút đến 6 phút, còn dễ thì tầm 2 đến 3 phút. Vẻ đẹp của tò he nằm ở chính sự đơn giản mà tinh tế của nó. Chỉ với nguyên liệu cơ bản là bột gạo màu sắc, những người thợ đã tạo nên những hình tượng sống động dễ thương như con vật, hoa lá hay là các nhân vật trong truyện cổ tích và đời sống. Từng tác phẩm tuy nhỏ bé nhưng lại chứa đựng sự tỉ mỉ, cẩn thận trong từng đường nét, thể hiện sự am hiểu sâu sắc về hình học và tỉ lệ. Đặc biệt, không cần đến những công cụ phức tạp hay vật liệu cao cấp, tò he vẫn toát lên vẻ đẹp của sự tinh tế qua cách kết hợp màu sắc hài hòa sáng tạo. Các gam màu đỏ, xanh, vàng, trắng, đen được pha chế từ thiên nhiên như lá cây, quả dành dành hoặc than củi tạo nên vẻ đẹp mộc mạc, chân chất của quê hương. Vì vậy, tò he là một minh chứng rõ ràng cho vẻ đẹp của sự kết hợp giữa nghệ thuật, văn hóa và sự sáng tạo không ngừng. Từ những nguyên liệu đơn giản và phương pháp thủ công, tò he đã trở thành một phần không thể thiếu của văn hóa dân gian Việt Nam, mang trong mình vẻ đẹp tinh tế và đầy cảm xúc.